Tận mắt thấy bạn gái vào nhà nghỉ với người khác nhưng vẫn không sao dứt ra được. Xin chào các bạn quay trở lại với Tre Việt Nam. Hãy gửi ngay những câu chuyện của các bạn về cho chương trình để có thể nhận được những lời khuyên hữu ích nhất từ cộng đồng mạng của chúng ta nhé. Quay lại trở lại với câu hỏi của bạn nam ngày hôm nay. Xin chào các anh các chị. Em là sinh viên năm nhất ở Hà Nội. Em với bạn gái có quen và yêu nhau từ năm lớp 12. Sau đó cả hai cùng lên học đại học trên Hà Nội. Phải nói để mà tán được người yêu em, nó không hề dễ và đơn giản chút nào. Vì thế nên em rất trân trọng. Nhiều khi cô ấy giận dỗi vô cớ, chửi lây cả xa em nhưng em vẫn phải cười, bởi vì người ta nói yêu thương nhau phải biết nhường nhịn và chiều chuộng người mình yêu. Cô ấy cần mua thứ gì, chỉ cần mở lời với em là em mua cho cô ấy. Ban đêm cô ấy kêu đói, em cũng sẵn sàng phóng xe 5 km qua tận nhà đưa đi ăn. Ngày lễ ngày kỷ niệm không nói, đôi khi chẳng nhân dịp gì cô ấy cũng đòi tặng quà em cũng đưa đi chọn. Chiều chuộng là vậy nhưng nhiều khi vẫn bị đối xử rất khó hiểu, động tí là bị chê, thỉnh thoảng lại bị chửi là sao anh óc lợn thế, em không nói thì anh không động não à, hay là thế em nói gì anh cũng nghe. Thằng bạn thân của em biết chuyện, nhiều khi chửi em, tao thấy mày không khác gì con cún con, nó gọi cái là quệ đuôi chạy đến, nó không cần nữa nó đuổi. Em thì hết sức thương người yêu, nên dĩ nhiên bỏ ngoài tai lời nó nói, còn tranh luận với nó là quyền bình đẳng giới, phải yêu thương chiều chuộng phụ nữ. Nó lại càng chửi em dữ hơn, nó bảo cái xã hội này, việc éo gì đàn ông được làm mà phụ nữ bị cấm đâu, thậm chí mày học xong đại học bị kêu đi nghĩa vụ. Còn người yêu mày nó không đi làm thì cũng ở nhà yêu đương với thằng khác, còn kêu nhân quyền cái gì. Việc nặng nhọc xã hội đa phần đổ lên đầu đàn ông, thay vì ở đó kêu gào cho nó sao không tự lo cho mình đi. Khi nào nó thành vợ mày rồi dốc sức ra mà lo cho gia đình cũng không muộn. Bọn em vì thế mà không nói chuyện với nhau một thời gian dài, cho tới khi lên học đại học trên Hà Nội này, em phải chứng kiến một sự việc phũ phàng cùng thằng bạn thân đó của em. Số là mấy lần đi uống nước với người yêu, em đã nghi ngờ là cô ấy nhắn tin với thằng khác. Rồi một hôm gần cuối tuần, em hẹn người yêu buổi tối đón cô ấy ra phố đi bộ chơi, thì cô ấy kêu bận đi với bạn. Hỏi bạn nào thì bảo là bạn nữ cùng lớp. Mối nghi ngờ càng lúc càng lớn hơn nên em đã quyết định gọi thằng bạn thân. Nó cũng học tại Hà Nội nhưng khác trường. Tiết lộ cho mọi người một chút là gần khu Bách Kinh xây. Hai đứa buổi chiều ngồi rình ở quán trà đá gần chỗ người yêu em trọ. Thì tới khoảng gần 6 giờ tối, người yêu em có đi ra ngõ đứng đợi ai đó. Nay nó mặc có vẻ rất trau chuốt, chính là bộ váy gần đây em dẫn đi mua. Lúc đó em vẫn thầm mong trong đầu, chắc là đi với đội bạn thật thôi. Nhưng không éo phải các anh chị ạ, một thằng đi con SH màu trắng tới đón nó. Con người yêu em nó thấy thằng đó đến, cười tít cả mắt, rồi tíu tít ôm eo trèo lên trên xe phóng đi. Đầu óc em lúc đó tối sầm, quay cuồng cảm giác bất nghẹn anh chị ạ. Em không biết phải diễn tả ra làm sao. Nó là mối tình đầu của em, không biết đã ai phải trải qua cảm giác đó chưa, nhưng quả thực là rất đau. Thằng bạn em thấy thế liền giục em trèo lên con AA nó mang từ quê lên, phóng xe đuổi theo từ xa. Bạn em nó cũng biết ý nên dọc đường đi chỉ tập trung lái xe, không nỡ nói thêm câu gì vì nó biết chắc em đang uất lắm rồi. Sau một lúc bám theo em thấy chúng nó vào một nhà hàng steak thì phải, thằng bạn em dừng xe lại bảo có đợi theo dõi tiếp xem chúng nó đi đâu tiếp không, chứ kiểu éo gì kiểu hốc steak này, không có ít nhất một tiếng nữa chúng nó không ra đâu. Đã đi đến đây rồi dĩ nhiên là em chấp nhận đợi thôi, cũng không dám lao vào ba mặt một lời với chúng nó. Trời Hà Nội lúc đó nóng, đường xá bụi bặm, cống rãnh bốc mùi, mũi thì đốt, vậy mà em vẫn phải ngồi ngoài đợi chúng nó trong nhà hàng điều hòa phơi phới mà ăn thịt bò với nhau. Thằng bạn thân em lúc đó chỉ nhìn em với ánh mắt như kiểu thấy chưa, bố mày đã nói rồi mà không nghe, giờ chết cụ mày chưa. Phải qua độ gần 2 tiếng sau, khoảng chừng gần 8 rưỡi rồi, chúng nó mới ăn xong anh chị ạ. Địa điểm tiếp theo chúng nó lựa chọn đi với nhau không đâu xa chính là một khách sạn cách quán steak đó chừng 500 m. Và dĩ nhiên chúng nó vào đó làm gì thì có lạ gì nữa đâu, để mà nói phải nói cay lắm anh chị ạ. Cay không chịu được, uất nghẹn, cảm giác lúc đó cả thế giới như đang sụp đổ. Đã vậy thằng bạn thân em còn nói chúng nó đớp thịt bò để phịch nhau cho căng hơn thôi chứ có gì đâu, mày ăn cơm bụi 30.000 một suất thì sức éo đâu mà đọ. Còn hỏi em là thế từ giờ rút ra được chưa, nó coi mày như cây ATM chân xe vặt thôi, luyến tiếc níu kéo gì nữa, bảo từ giờ muốn gặp nó thì cứ 8 rưỡi tối đứng đây chờ sẵn, kiểu éo gì chẳng gặp. Em biết là em bị coi thường, bị lừa, nhưng thực sự là em rất yêu nó anh chị ạ. Biết thế mà vẫn không dứt ra nổi, em vẫn còn chưa vạch mặt nó. Giờ em không biết phải làm sao, biết là bỏ nó xong em sẽ rất rất đau, không có cách nào dứt khoát được. Mọi người cho em xin lời khuyên với, có cách nào dứt? Đấy, câu chuyện nó là như vậy, đợi các cao nhân vào chỉ giáo. Chứ theo ngu kiến của tôi là bạn này lụy tình quá, yêu đương chắc cũng chưa nhiều, bỏ sớm được ngày nào thì tốt ngày ấy.